Xin chào các bạn ha. Trong cái video ngày hôm nay đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể kiểm tra được cái phông chữ và cái size chữ ha, xem nó có kích thước là bao nhiêu, phông chữ mà nó đang dùng là cái gì. Thì giả sử như ở đây mình đang sử dụng một cái thumbnail của kênh kiến thức. Ở đây giả sử như mình muốn xem cái chữ là cách dùng cái VPN miễn phí này nè, nó đang sử dụng cái phông gì, thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ là Titan. Các bạn có thể kích vào cái chữ T chỗ này, hoặc các bạn cũng có thể gõ chữ T trên bàn phím ha. Bây giờ khi mà chúng ta kích vào cái biểu tượng chữ T đó, chúng ta có thể đưa vào cái phần test mà chúng ta muốn kiểm tra. Ví dụ khi mình kích chuột vào cái phần cách dùng này, thì các bạn thấy ở trên cái thanh công cụ chỗ này đó, nó sẽ hiện ra cái phông chữ là mình đang dùng là cái gì. Chiều cao của chữ là bao nhiêu, các bạn thấy ha, nó rất là rõ chỗ này. Thế thì cái việc mà kiểm tra phông chữ và cái size chữ á, để làm cái gì? Ở đây các bạn cứ hình dung là giả sử như chúng ta lên trên mạng á, chúng ta có thể download một số cái file mẫu ha mà người khác người ta thiết kế, sau đó người ta chia sẻ với mình. Tuy nhiên khi mà các bạn download xuống ha, các bạn dùng Photoshop các bạn mở lên, thì khả năng là cái chỗ này nè, nó sẽ không ra được tiếng Việt ha, đúng như cái thiết kế. Thì ở đây có khả năng là cái máy tính của bạn á, nó cài thiếu phông, thì chúng ta cần phải kiểm tra coi nó xài phông gì. Thì nếu như máy tính chúng ta chưa có thì chúng ta sẽ cài cái phông chữ vào ha, để nó đáp ứng được cái phần này. Hoặc là chúng ta cần biết coi cái phông chữ này nó thuộc nhóm gì, ví dụ như VNI hay là UTM như thế này, hay là phông ABC chẳng hạn. Để các bạn có thể có những cái điều chỉnh phù hợp ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ subscribe kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới nha. Chào các bạn.